Giả và các đồng chí nói về vị thế cũng như là hình ảnh của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thì chúng ta sẽ cùng xem lại một số hình ảnh đầy tự hào và xúc động sau đây. Ngay khi đại dịch COVID-19 đang quét qua các nước trên thế giới, giữa lúc các vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch đang ở mức cực kỳ khan hiếm, thì Việt Nam với tình cảm và trách nhiệm của mình đã sẵn sàng chi viện cho các nước những vật tư y tế thiết yếu như khẩu trang kháng khuẩn, thuốc sát trùng, đồ bảo hộ giúp các y bác sĩ ở vùng tâm dịch có thêm phương tiện để chiến đấu với dịch bệnh. Tấm lòng, tình cảm của Việt Nam đã được bạn bè thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Chúng tôi cũng đang khan hiếm, thiếu thốn về vật tư, trang thiết bị y tế. Trong lúc cần thiết, chúng tôi đã liên được vật tư trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng cho chúng tôi. Đây là một nghĩa cử rất sinh động. Còn trên Twitter, ngay sau khi tiếp nhận những vật tư phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19 từ Việt Nam chuyển đến, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết: "Sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã đến Dallas, Texas. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp tuyệt vời của Mỹ, DuPont và FedEx, cùng những người bạn ở Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn. Trong cơn hoạn nạn mới thấy rõ tình người. Bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, khi đại dịch tràn qua, hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè Nam Châu càng thêm tươi đẹp hơn, ấn tượng hơn từ những việc làm nhân văn, nhân đạo như vậy. Tôi cảm thấy an toàn khi được cách ly ở đây trong một khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy rất biết ơn hành động của họ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ đã chữa trị cho tôi trong những ngày qua. Một lần nữa, xin cảm ơn đất nước Việt Nam." Thưa đồng chí, thì để nhìn lại những hình ảnh xúc động vừa rồi, đồng chí có thể chia sẻ những nguyên nhân nào đã đưa đến việc mà đất nước chúng ta đã thực sự thành công trong cuộc chiến chống đại dịch này không ạ? Vai trò lãnh đạo của Đảng, cái quyết tâm rất cao từ lãnh đạo, từ người đứng đầu của Đảng, của nhà nước, truyền đạt cái thông điệp đó tới tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, tới toàn dân. Chính phủ thì thực hiện rất nghiêm túc, huy động toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị của chúng ta để phòng chống dịch, đồng thuận, đồng lòng của nhân dân cả nước đề cao cái lợi ích của cộng đồng, của xã hội lên trên lợi ích cá nhân. Đội ngũ cán bộ y tế, rồi thì bộ đội, rồi thì công an của chúng ta rất là tận tâm tận lực. Còn có những sáng kiến, ví dụ như chúng ta thấy cái sáng kiến ATM gạo đấy, để giúp đỡ cho những người đứt bữa, những người nghèo, phương châm 4 tại chỗ và vận dụng vào trong cái thời bình này, chúng ta phát huy xứng tầm cái cương vị chủ tịch ASEAN. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí. Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, thành công của đất nước cũng là thành công của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Song rất tiếc là cùng với niềm hân hoan tự hào của toàn dân tộc thì vẫn còn đâu đó những tiếng nói lạc lõng, cất lên, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, phủ nhận những thành công của đất nước, của một số người đang cố tình đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự nữa ngay sau đây. Phủ nhận những thành tựu trong lĩnh vực phòng chống Covid bằng những luận điệu như Việt Nam giấu dịch, Việt Nam ăn may trong phòng chống dịch Covid-19, thậm chí xuyên tạc cả việc Việt Nam giúp đỡ các nước phòng chống dịch bệnh này. Phủ nhận những thành quả về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là về tự do tôn giáo, nhân quyền của Việt Nam, rồi kêu gọi các tổ chức nước ngoài can thiệp theo kiểu cõng rắn cắn gà nhà. Lợi dụng vấn đề phức tạp trên Biển Đông để xuyên tạc về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, chia rẽ nước ta với nước khác, rồi đưa ra những khuyến cáo theo kiểu mình ngô, đầu sở. Đó là những chiêu trò không mới của một số người tự nhận mình là nhà báo tự do hay học giả bàn phím. Những người này đã và đang tìm trăm phương nghìn kế hòng bôi đen, hạ thấp hình ảnh của đất nước. Vì sao vậy? Bởi vì họ đều có chung một dã tâm đen tối là muốn tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với xã hội, làm chệch hướng phát triển của đất nước, nhằm đục nước béo cò, nên họ đã cố tình nhắm mắt nói bừa, nói cho lấy được. Nhưng những thủ đoạn đen tối ấy chắc chắn sẽ chẳng lừa được ai. Bởi thực tế hiển nhiên là những thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nước ta đã và đang đạt được đã làm cho những luận điệu sai trái ấy trở nên lạc lõng, mơ hồ.
có những người hoài nghi hay là chống phá hay là không ủng hộ. Những cái thành phần thứ nhất là họ không về nước, họ chưa về Việt Nam bao giờ. Họ chưa gọi là tận mắt thấy cái sự phát triển, cái sự phát triển của nông thôn, thành thị, của những người dân, cuộc sống của các của doanh nghiệp như vậy. Thứ hai là có những thành phần thì họ không ủng hộ cái đường lối của Đảng và Nhà nước, hay là ủng hộ một cái thể chế của Việt Nam nói mà không có sự thật, mà có tính cách chống phá, thì cái đó sẽ làm cho người dân có thể họ hoang mang, họ không biết. Trên, chúng ta đã thấy phần nào những luận điệu sợ đất nước thành công của một số phần tử cực đoan phản động. Vậy đồng chí có thể làm rõ hơn về những luận điệu này được không ạ? Lợi dụng cái lúc mà chúng ta phải đối phó dịch bệnh này, họ lan truyền những thông tin sai lệch, gây cái tâm lý hoang mang trong nhân dân. Đấy. Thế rồi họ sử dụng các cái trang mạng xã hội và huy động các cái đối tượng, họ viết bài xuyên tạc về tình hình dịch cũng như là công tác phòng chống dịch của toàn dân, của cả hệ thống chính trị chúng ta. Rồi tệ hơn nữa, họ núp bóng dân chủ, nhân quyền để mà họ quy chụp một chiều, thù ghét với chế độ, thù ghét với những thành quả của nhân dân chúng ta đạt được. Thông qua những chia sẻ vừa rồi của đồng chí thì khiến tôi có một thắc mắc rất là lớn, đó là vì sao mà họ lại sợ đất nước thành công đến như vậy ạ? Cái mưu đồ của họ là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, muốn tách rời cái dân với Đảng. Thế thì những cái chuyện đó của họ chắc chắn là không thực hiện được, và không thực hiện được thì càng làm cho họ thêm hằn học. Vâng, và để gieo rắc những luận điệu sai trái này thì họ đã sử dụng những thủ đoạn như thế nào ạ? Họ lợi dụng cái mạng Internet lan tỏa nhanh như thế để mà phát tán các cái bài viết, các hình ảnh, video clip xuyên tạc, làm nhiễu loạn, gây tâm lý hoang mang, trong khi đài báo chính thức chúng ta chưa kịp đưa những thông tin tổng hợp hàng ngày, thì họ đã chèn vào cái khoảng trống này, họ tức là cướp thời cơ đấy, để mà họ đưa ra những cái thông tin sai lệch, làm lẫn lộn thật giả, và họ vu cáo chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền khi chúng ta xử lý các cái trường hợp là đưa tin sai lạc. Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích ngày hôm nay của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quận.